Chị này lấy tiền là lấy cái lá để trên bàn, rồi lấy cái giấy bỏ trước mặt cái lá, rồi mình vẽ được một cái lá cực kỳ đẹp, mình hãy làm thử thôi. Chị Bambi ơi, chị ra ngoài đường á, lấy cho em một cái lá được không? Đang ngủ mà lấy lá để chi? Để em vẽ một chiếc lá cực kỳ đẹp cho chị coi. Vậy hả? Giờ thử luôn đi. Đi lấy chiếc lá thôi. Nhà mình nguyên cái vườn, nghĩ sao có chiếc lá phải rồi. Chiếc lá là đi ta. Ủa, cái này nè, để cái đi về chiếc lá gì thôi, vô khoai có chiếc lá rồi nè. Cái lê giờ làm gì? Mình sẽ vẽ chiếc lá giống như chị kia, thử coi chị đó có lừa không. Như chị đó nói, để chiếc lá lên rồi cho nó hạn cái, rồi bỏ tờ giấy lên và vẽ thử. Mình vẽ thôi nha. Vẽ cái gì vậy? Vẽ cái cuối cùng vẽ xong, nhìn ra nè, đẹp quá. Các bạn còn thí nghiệm nào nữa nói cho mình nghe nha, mình thử làm nha. Bye bye.